MC, sau đó cho Shopee và SC Boy, cho tất cả các bay khơ khắp Việt Nam đất khơ. Đây là Shopee, written on the mind, from the Nam Kỳ với mà sang the South Side. DAD cầm mạ rôm còn đang quay sáng, chỗ khi nào bánh xe mày vẫn còn lăn cái cao độ xe còn nhức nhối. Chậm nhớ thêm vào xăng bình xe hai thị nên có khói, bình xăng không thể cạn dù cho bụng mày có đói. Dân chơi không gặp nạn bởi đường về đều có lối, đến khi bão thì giao hàng ra được bốn lạng mình kết nối. Xe không còn riêng vì đã sổ trái và chích ly, trước khi bồ câu ập tới toàn bộ tổ lái Bolini. Nổ máy rồi đề ba đại khái vài cái lướt đi, nhưng mà khổ cái là đường hẹp nên có thể tốn thêm vài xì. Để đẹp phía đằng sau toàn bộ chân dài dài tới nách, để đưa mong nhộng lên trời cho cuộc đời thêm phá cách. Mắt tinh thần tỏ sáng, sáng đẹp nhất đêm nay. Nhưng khi đi lượn đường Nguyễn Trãi mình sẽ đẹp nhất chứ không ai. Khi tao đi lượn với lớp ngoài đại lộ Đông Tây, mày sẽ thấy chiếc Suhajat đang lượn nhẹ như mây. Buffer rớt đầu hay đèn gương cầu sáng thẳng cây. Nếu mày thích thì đi với tao, tao sẽ thể hiện cho mày thấy. Có khi đi lượn với lớp ngoài đại lộ Đông Tây, mày sẽ thấy chiếc Noel X đang lượn nhẹ như mây. 450, 750 có mặt hết tại đây. Nếu mày thích thì đi với tao rồi tao sẽ chỉ cho mày thấy. Sài Gòn khi về đêm là thế giới ngầm của tụi tao, tiếng động cơ và những cỗ máy cuộc đua sau kè tốc độ cao. Tụi tao đi là hàng trăm số lặng lắc bắt đầu chạy xích xác, nghe tiếng bù đa ngoài quốc lộ là biết nhìn đồn hay chích áp. Biển số xe quận Bình Thạnh 54F2, tiếng động cơ mấy nước da dép như những gân tờ đang chết may. Con hay thì này mấy mã mà là đứa con của thần gió, thì ra xe tụi mày sẽ biết Honda Nova ai bằng nó. RGV vừa vào số 6 xa lộ Sài Gòn đã ngập khói, chào đón dân chơi từ các tỉnh thành và những con cọp đi khắp lối. Radio Hiluviat âm vua nước đời còn Mio, ngôn từ của thế giới ngầm gọi mấy em ghệ là Mino. Ở đây có hai thị, còn nhị là E4 FX 125 tản nhiệt gắn thêm két nhất lớn. Hai van hay Superhead huyền thoại vẫn mãi là quay. Dream Honda 67281 là những lão tướng còn bay đi. Tao đi lượn với lớp ngoài đại lộ Đông Tây, mày sẽ thấy chiếc Suhajat đang lượn nhẹ như mây. Buffer rớt đầu hay đèn gương cầu sáng thẳng cây. Nếu mày thích thì đi với tao, tao sẽ thể hiện cho mày thấy. Có khi đi lượn với lớp ngoài đại lộ Đông Tây, mày sẽ thấy chiếc Noel X đang lượn nhẹ như mây. 450, 750 có mặt hết tại đây. Nếu mày thích thì đi với tao rồi tao sẽ chỉ cho mày thấy. Để tao dắt mày vào thế giới mà tiếng động cơ đang làm chủ, buồn đốt và xi lanh làm việc khi phố đang dần ngủ. Hơn nhau vận tốc trên một cây hai, tốc độ ăn thua là thằng cầm nài. Nhưng tỷ lệ thuận với lá gan chứ không đổ lỗi sẽ đi nhầm bài. Bình bông mai dên lớn Super Magic trái 54 hay bài thuốc 13-3 kéo hết ống ga ngoài 104 cho tụi mày thấy. Quy rim 18 mã thân xác thì nhỏ da tóc to, lỡ bị gõ sáng lấy xe về đơn giản vì nhà tao gốc to. VD168 đích xéo 2543 AHM UC Mora hay Buffer Rush trên Contega. Super Dream 4165 máy thuốc Bù Đam là huyền thoại. Trong miền Nam chia bánh nhỏ còn lên bánh lớn là miền ngoài. Chạy nhanh không phải ngầu, chạy nhanh để dẫn đầu. Chạy nhanh không phải là màu mà chạy nhanh để dễ sầu. Dân này nằm xoè như cá vẫy đuôi đá số, gắn trợ lực thêm bình bông mai nếu không cẩn thận là quá cố. Đây là thế giới ngầm mà anh em tao tạo ra, đây là underground nếu phải có số thì làm cha. Đây là rap của tao, nếu thấy nếu thích thì tắt nhạc. Và tụi tao chơi vì đam mê chứ đéo phải vì vài cắt bạc. Đây là thế giới ngầm mà anh em tao tạo ra, đây là underground nếu phải có số thì làm cha. Đây là rap của tao, nếu thấy nếu thích thì tắt nhạc. Và tụi tao chơi vì đam mê chứ đéo phải vì vài cắt bạc.